sao lại cướp đoạt cuộc đời chúng ta khỏi chính chúng ta. Dương à, về thôi. Làm ơn đi. Nguyễn Thùy Dung. Có. Nguyễn Đỗ Chiêu Dương. Có. Nguyễn Nhật Đức. Có. Hoàng Ngọc Hưng. Có. Nguyễn Minh Hoàng. Nguyễn Minh Hoàng nghỉ học không phép. Trần Minh Khánh. Có. Phan Huyền Linh. Có. Này, trốn học ngồi đây làm gì? Ông giận tôi đấy à? Nói cho ông biết này, tôi có ép Dương phải hoán đổi với tôi đâu. Ông nghĩ tôi vui chắc? Tôi không giận ông, mà tôi giận bản thân mình. Chơi với nhau lâu như vậy rồi, mà cuối cùng tôi cũng không nhận ra Dương. Tôi đã không tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Ông biết không, Dương là một người rất khó thích nghi với những cái mới. Hàng ngày mở mắt ra với cơ thể của một người khác. Tôi nghĩ là nếu ông cảm thấy khó chịu một thì cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu 10. Vậy mà tôi lại chẳng biết gì cả. Tôi cứ luôn miệng nói là tôi thích Dương, tôi muốn theo đuổi Dương. Vậy mà tôi đã làm được cái gì cho người tôi thích? Này, thân nhau đến mức ấy, tắm chung bồn, có biết cái vết này vết gì không? Vết tiêm phòng chó dại cắn. Dương kể với tôi bị chính chó nhà ông cắn đấy. Ờ, chính xác là bị cắn, sau đó còn đòi nghỉ chơi với tôi. Thế mà mỗi lần đi tiêm phòng dại cứ bắt tôi phải đi cùng hộ tống. Tôi cũng chẳng hiểu là bắt tôi đi theo để làm gì nữa. Trong khi hồi đó tôi có 9 tuổi. Lúc đến bệnh viện thì bác sĩ tiêm đau quá, rồi Dương khóc rất to. Còn tôi sợ bác sĩ cũng tiêm cả tôi, cho nên là tôi khóc to hơn. Cuối cùng là cả hai đứa ôm nhau khóc lụt cả cái bệnh viện. Dương từng kể với tôi như thế này này. Trong cuộc đời Dương từng xuất hiện những người vô cùng quý giá. Quý đến mức họ chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng đấy thôi cũng khiến Dương cảm thấy được an ủi, giống như được về nhà ấy. Giống như được về nhà. Ông chính là một trong số đó. Cũng chính vì lý do này mà tôi thực sự rất ghét ông. Dương bây giờ đang gặp hoạn nạn. Dù sao mình cũng là bạn. Giờ mà mình tán trai trong lúc bạn thì đang gặp khó khăn thì có mà thành lũ bè à? Không được. Trai gái tình tang là chuyện nhỏ, chị em cây khế mới là chuyện to. Không thể vì sắc mà quên bạn được. Bây giờ mình cải tà quy chính rồi, mình thành người tốt rồi,
đẹp trai nhà giàu so với... Tên gì nhỉ? À, Dương. Tóm lại, vẫn chọn trai. Đến lúc gặp chuyện, Dương vẫn nghĩ cho tương lai cơ mà. Mình tán trai là vì mình nghĩ cho Dương. Mình vui thì Dương cũng vui. Chị em mà. Mình thật cao thượng. Chuyện là như thế đấy ạ. Lúc mà cháu vào thì cái tủ đã bị phá rồi. Mọi thứ bị lục tung lên ạ. Đấy, mà có mỗi mình cháu bị thôi, cháu cũng không biết là ai làm. Cũng còn sinh mà, phải lợi đâu. Chỉ có thể là lý do này. Người Dương gặp trước khi hôn mê chắc chắn là quen biết. Dương lại còn có số điện thoại của hắn ta. Có khả năng là người trong trường. Chắc hắn đã phát hiện ra cuốn sách chưa bị thiêu hủy nên muốn lấy lại nó. Anh Vũ này. Hai bác có nhà không ạ? Bố anh đang ở công ty. Còn mẹ Phong thì đang đi làm lễ giải hạn cho Phong. Ôi, bác đã đi cầu an cho anh Phong rồi ạ? Ừ. Em có cái vòng à. Vòng này được ngâm trong nước Quan Âm và được các thầy tụng kinh suốt 49 ngày. Anh đưa cho bác gái giúp em nhé. Anh cảm ơn, em chú đáo quá. Chắc em đi về trước đây ạ. Ừ, em về nhá. Chắc tại hôm qua em quỳ ở chùa hơi lâu. Thôi, để anh dìu em vào nhà. Nghỉ ngơi là cũng được. Nhá. Sao lại đi theo dõi? Có người cho tiền tôi để theo dõi cậu. Ngoài theo dõi còn làm gì nữa? Họ bắt tôi lấy cuốn sách của cậu. Này chú em, bây giờ tôi bảo này, bây giờ tôi sẽ giả cho cậu gấp 2 lần người ta giả cho cậu. Cậu ấy chỉ việc quay về thông báo với họ là cậu đã lấy được cuốn sách. Thấy thế nào? Trà của anh ngon thật đấy. Đây là trà xanh nguyên chất hay là trà thiết Quan Âm ạ? Trà túi lọc bình thường mà em. Trà túi lọc mà cứ như trà xanh nguyên chất ấy nhở? Chắc là trà này bị nhiễm vị của người pha mất rồi. À, em đến gặp Phong nhỉ? Để anh đưa em lên. Thực ra em đến để nhờ anh một việc. Nhớ anh á? Em có thể vẽ anh được không? Em đang tham gia một lớp học vẽ. Vừa nhìn thấy anh là em rất rất muốn anh là người mẫu của em rồi. Em biết em định bợ có phần giả tạo, nhưng thành ý của em là thật. Tại vì em hồi hộp quá nên mới thế thôi. Việc em quỳ mấy tiếng để cầu an cho Phong cũng là thật.
lo lắng cho gia đình anh cũng là thật. Anh đừng từ chối em nhé. Em chỉ vẽ anh thôi. Em có ăn thịt anh đâu. Thôi được rồi. Nhưng anh không có nhiều thời gian đâu đấy. Vậy mình vẽ trên phòng riêng của anh được không? Thầy giáo em bảo với những người mẫu không chuyên thì vẽ trên không gian riêng của họ là tự nhiên nhất. Đây, 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 đây. Chính chỗ này. Cái gì? Chính cái chỗ này. Này, này, làm gì vậy? Chính cái mông bên trái nhá, là có một cái vết sẹo rất là lớn. Do hồi bé bị chó cắn vì cái tội trộm khế nhà hàng xóm, chuẩn chưa? Ai kể với bà đấy hả? Thằng Phong nó đã thề là không kể với ai cơ mà nhỉ? Thằng Phong chưa bao giờ kể với ai nhá. Thế sao bà lại biết? Tại vì tôi là Phong. Điền, kinh. Tự nhiên trời nắng chang chang dẫn nhau ở đây nói linh đa linh tình. Ông mới dở hơi ấy. Ông nghĩ tôi giờ này tôi đùa ông đấy. Tôi là Phong. Còn cái thân xác đang nằm ở nhà ấy là Dương. Ông hiểu không? Và bây giờ tôi và Dương rất cần sự giúp đỡ của ông. Thế bây giờ là bà là Phong. Ừ. Còn thằng Phong nó nằm ở nhà là Dương. Chuẩn, thằng bạn tôi hiểu nhanh đấy. Mà thằng Phong nó còn đang nằm ốm ở nhà. Ừ. Không được. Tôi là tôi phải về hỏi nó. Hỏi cho ra nhẽ mà. Này này này. Hỏi cái gì cũng biết nữa. Tôi giải thích với ông thì ông chưa hiểu. Nhưng mà cũng hợp lý đấy nhỉ. Cũng cũng có sức thuyết phục ấy nhỉ. Tình thế bây giờ rất gấp rút. Tôi rất cần sự hỗ trợ đắc lực của ông để đưa thể xác của chúng tôi về đúng vị trí. Ngày thành lập đội bóng 19/9/2016. Tỷ số trận đấu đầu tiên 3-0. Tổng số bàn thắng mà đội đã ghi 108, chưa kể 7 bàn không được công nhận. Còn hỏi gì nữa không? Không lẽ ông chính là Phong à? Đúng. Hỏi cái gì không biết. Khoan đã. Nó còn đang bất tỉnh ở nhà cơ mà nhỉ? Hợp lý. Điều này lý giải tại sao gần đây Phong quay ngoắt 180 độ. May mà ông chưa kể cho mọi người cái chuyện vết sẹo mông tôi đấy nhá. Không, đừng hòng tôi giúp. Người anh em trong đội tôi tin tưởng ông nhất đấy. Vẫn dùng Mocha để làm gì? Mocha, nhắn tin gọi điện miễn phí data. Mocha, nghe nhạc miễn phí data. Mocha, xem phim miễn phí data. Mocha, xem livestream căng đét miễn phí data. Mocha, video call miễn phí data. Đi xa mà gần. Mocha, siêu ứng dụng trong giải trí miễn phí data. Tin tưởng tôi là đúng rồi đấy. Chuẩn bài rồi đấy. Chuyện này tôi sẽ giúp. Tốt nhất là đừng để tôi thất vọng nha. Thật ra là Phong này. Cái gì? Ông cho tôi sờ mông Dương bác được. Ơ, kia là tí. Sắp xong chưa em ơi? Em đang phát. Lần sau sẽ điểm chi tiết thêm. Vẫn còn lần sau nữa cả. Tất nhiên rồi. Anh bảo đến khi nào em vẽ xong cơ mà. Hôm nay dừng ở đây thôi. Cho anh xem được không? Không. Thầy em bảo nếu như mà người mẫu xem thì sẽ bị rớt. Không bao giờ bức hình hoàn thiện được. À mà... lúc nào em cũng đeo găng tay thế à?
cho em xin ít giấy ướt được không? Ừ, để xuống đây lấy thôi. Mình phải đi học vẽ thật. Từ hôm qua đến giờ tôi hỏi cái Dương không trả lời, mà nó cũng không xuất hiện nữa. Cảm giác nhiều đang sợ cái gì ấy. Thế thì đây sẽ là cơ hội cuối để chúng ta tìm ra kẻ đó, đúng không? Alo. Alo. Chẳng lẽ người này là Vũ? Em thấy bài hát này có hay không? Em sao thế? Anh chỉ hỏi là bài hát này có hay không thôi mà. Giọng đặc biệt quá. Giọng mẹ anh đấy. Trước đây mẹ anh làm ca sĩ. Chắc em cũng biết, mẹ anh và mẹ của Phong là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Mẹ anh mất lâu rồi, cho nên ngày nào anh cũng nghe bài hát này. Anh sợ rằng nếu anh không nghe nó thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quên mất giọng của mẹ. Mình nghĩ nhầm. Đẹp trai chắc chắn không phải là người xấu. Em nói gì cơ? Em hay tự tâm sự của mình ý. Tại vì em FA lâu năm rồi. À, anh bảo này, kỳ lạ lắm nhá. Cái vòng em đưa anh thỉnh ở chùa về ngâm nước thánh 7-7-49 ngày mà cái mark 300k vẫn còn nguyên nhỉ? Quyển sách đâu? Sách đã về tay, nhưng phải thêm tiền tôi mới đưa. Ôi trời ơi, nó có chết đâu. Hai con chuột nhắt kia, chúng mày tự dai để tao vào kiếm đây. Hay bây giờ ông đi gọi cứu viện đi, tôi để lo cho. Vào đi. Bạn tôi đâu? Đưa điện thoại này.
tay giao hàng, một tay giao người. Ok. Đây, tôi để ở hộp tủ 207 ở căng tin trường. Chú tự đến lấy đi. Thật. Thật. Cô nghĩ tôi trẻ con à? Hả? Tin hay không thì tùy chú. Tôi nghĩ cái cuốn sách đấy nó hay ho thì tôi nghịch chơi thôi, không ngờ nó rắc rối thế. Còn thằng Kiệt có ấy gì, chú thích nó ấy. Tôi để ở đây cho chú nâng khăn sửa túi, tôi đi về. Kiệt! Này! Này 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 này! Tỉnh 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 tỉnh! Ô, ông, tôi đến cứu ông. Này! Ông kia thả ra! Ông kia! Mở cửa ra! Mở cửa ra đồng khốn! Mở cửa ra! Chết rồi ông ơi! Bây giờ lão ta mà phát hiện ra nha, tôi với ông lừa lão ta nha. Xong bắt đầu ở trong chỉ có mấy quả Pokemon với cái bánh mì mốc. Chắc là lão giết anh em mình luôn. Thật không? Thật thật đi đùa à? Anh em mình cùng nhau xông pha bao nhiêu trận mà, không ngờ lại có ngày được chết cùng nhau. Điền à, bớt nói giảm đi. Và nói mấy cái hãm, tìm xem là chỗ nào để đi ra ngoài ấy.